Kính chào quý thính giả, Hạnh đã có hội làm việc với anh Hội trong nhiều năm nay. Nhưng trong những chương trình qua mà chúng tôi đã đưa đến với quý vị, phần nhiều anh Hội là một người host cần phải tìm hiểu, phỏng vấn vẫn những người khách nên vì vậy chúng ta không biết rõ việc làm hay đời sống của anh Hội. Thưa quý vị, hôm nay Hạnh xin đưa đến với quý vị một chương trình đặc biệt, vì chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn anh Hội là ai, cái điều gì quan trọng đối với ảnh và đời sống của ảnh như thế nào. Hạnh đã có dịp tháp tùng với anh Hội đi đến Thái Lan để theo dõi việc làm cứu người tị nạn của ảnh. Và câu hỏi đầu tiên của Hạnh là anh Hội có nghĩ anh cần phải hy sinh cuộc sống riêng tư của anh để làm việc thiện nguyện giúp đỡ đồng bào tị nạn không? Thưa quý vị, là Trinh Hoi năm nay 44 tuổi, đã trải qua hơn nửa đời người. Một đời người nữa là 60 tuổi, nửa đời người đó 30. Mình đã actually đi gần 2/3 đời người rồi. Không, Trinh Hoi cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc và rất may mắn. Dĩ nhiên mình nhìn lên thì mình không bằng ai. Nhưng mà có lẽ là bởi vì cái công việc của Trinh Hoi luôn là làm việc với những người kém may mắn, những người tị nạn mà Hạnh đã gặp qua, những người dân trong nước, những người bạn của Trinh Hoi hiện giờ đang ở tù như Lê Quốc Quân, thì mình thấy mình may mắn lắm chứ. Bởi vì thứ nhất đó là mình nói lên được những gì mình thật lòng tin tưởng. Mình có được cái sự tự do, có cái khả năng và kiến thức đủ để mà mình tranh đấu những gì mà mình tin tưởng. Và ở một phần nào nữa, Trinh Hoi nghĩ nó là vừa là một cái trách nhiệm của những người được cho là có học. Bởi vì cái giới gọi là cái giới học thức đó luôn luôn phải là cái giới đi đầu trong cái việc khai mở dân trí và giúp đỡ những người mà không có cái sự học hỏi bằng mình. Nó vừa là responsibility, vừa là cái sự trách nhiệm, nhưng mà nó vừa là một cái privilege, là một cái sự may mắn. Bởi vì Hạnh cũng biết là gia đình của mình đó, là trước đây ba đi học tập cải tạo, may mắn đi vượt biên sang Thái Lan này, nhưng mà ở có 3 tháng rồi được đi. Và Trinh Hoi chỉ đi ăn ké, you know. Lúc đó mình còn nhỏ thì mình ăn ké. Thì mỗi lần mà Trinh Hoi nhìn lại những đứa nhỏ, mình cứ nghĩ, wow, mình cũng như tụi nó. Mình khác với tụi nó là ba mình may mắn được đi trước và mình đã được sang một đất nước tự do, mình học hỏi và mình vì vậy có cái quyền nói được, làm được những điều mà mình tin tưởng, những điều mình thích. Còn tụi nó thì không có cơ hội đó. So, chưa bao giờ Trinh Hoi nghĩ nó là hy sinh. Bởi vì đối với Hoi, hy sinh đó là nói đến một cái vấn đề nào đó mà kiểu như mình không thích gì đó. Mình không thích làm, nhưng mà vì đại nghĩa, vì công việc mình phải làm. Kiểu giống như là Thúy Kiều mà bán mình chuột cha vậy đó. Còn Trinh Hoi khác. Rất vui, rất hạnh phúc. Được thấy công việc của mình nó... ngoài cái việc là thấy công việc của mình nó tiến triển tốt đẹp, nhưng mà cái quan trọng nhất là mình làm được cái điều mình thích, cái passion của mình, cái đam mê của mình gì đó. Kiểu như người thì thích ăn hủ tiếu, người thích ăn gỏi cuốn, nhưng mà rất may mắn là mình thích ăn gỏi cuốn và ngày nào cũng được ăn gỏi cuốn kiểu vậy đó. Có người thích đi đóng phim, có người thích đi làm ca sĩ. Trịnh Hoi có một cái sự may mắn để đi làm MC, nhưng mà thành tâm mà nói thì cái nghề luật, và đặc biệt là về luật nhân quyền, là một cái đam mê lớn nhất trong đời. Rất may mắn mình làm được việc đó. Mà đã là làm được cái điều gì mà mình đam mê đó, thì mình sẽ sống. Không giàu, đủ sống. So, I'm very happy. Câu hỏi tiếp tới của Hạnh là xin anh cho biết cảm nghĩ của anh như thế nào khi anh biết là việc cứu giúp người tị nạn của anh sắp kết thúc. Thưa quý vị, là thật lòng cảm nghĩ của Trịnh Hoi sau đúng một tuần tham gia vào cái công việc giúp đỡ những thuyền nhân cuối cùng được phỏng vấn.
Đó là cái cảm giác rất là relieved. Nó giống như là nửa gánh nặng nó đã được trút khỏi vậy đó. Và một khi mà họ tới Canada rồi là mình cảm thấy rất khỏe, rất nhẹ nhõm. Không hiểu sao chuyện này là chuyện công, nhưng mà chuyện chuyện kiểu như chuyện thiên hạ, nó không liên quan, không ai bà con trình hỏi hết. Nhưng mà mình có cảm giác như mình cưu mang họ, và mình cần phải giải quyết xong cái việc này. Giải quyết được càng nhiều người đi càng tốt, và phải cùng với tất cả mọi người đóng lại cái trang sử thuyền nhân Việt Nam bắt đầu từ năm 75 và đến cuối năm 2014 sẽ là đúng 40 năm kể từ khi đất nước có những cái cảnh chia lìa, mất mát. Thật lòng thì trong một tuần vừa qua đó, có khá nhiều chuyện xảy ra. Cười cũng có, khóc cũng có. Và như quý vị đã thấy đó, thì mỗi cái gia đình, mỗi người tị nạn họ đều có một câu chuyện. Có những câu chuyện vui, nhưng mà có những câu chuyện nó cũng sẽ chưa có được có một cái giải đáp tốt nhất. Có những gia đình sẽ mãi mãi là không được đoàn tụ. Trong cái số hồ sơ này, Trình Hội còn nhớ là cách nay 7 năm đó, Trình Hội lập hồ sơ thì có chú này, chú tên là chú Thu. Chú là một người rất muốn đi, chú như chú Tùng vậy đó. Nhưng mà cách đây khoảng chừng 5 năm thì chú chết. Thì có những người mình không giúp được. Họ đã vĩnh viễn phải bỏ lại thân ở xứ người, không tìm được cái sự tự do mà họ muốn. Nhưng mà cái điều làm cho Trình Hội cảm thấy ấm lòng nhất là hôm nay là ngày 20 tháng 6 năm 2014, là ngày cuối cùng của nhóm thuyền nhân Việt Nam cuối cùng được phỏng vấn đi định cư ở nước thứ ba. Hôm nay cũng là ngày Refugee Day, ngày của những người tị nạn trên thế giới. Có trên 50 triệu người tị nạn trên thế giới. Đây chỉ là một nhóm người tị nạn rất nhỏ của rất nhiều dân tộc, rất nhiều người đang bị thiếu ăn, thiếu mặc và thiếu cả cái nơi mà họ có thể gọi là nhà. Trình Hội chỉ mong rằng là khi mà cái nhóm thuyền nhân này được đi định cư và cái trang sử bi hùng về thuyền nhân Việt Nam nó được chấm dứt, thì nó sẽ để lại những cái dấu ấn và những cái sự kỷ niệm khó quên. Khó quên đối với cá nhân của Trình Hội, nhưng mà cũng khó quên đối với cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Và mong là đất nước Việt Nam của chúng ta sẽ không bao giờ còn có cái cảnh là người tị nạn phải bỏ nước ra đi. Và điều đó chỉ có thể xảy ra nếu đất nước Việt Nam có được sự tự do, dân chủ và cái quyền con người được tôn trọng trong một thời gian sớm nhất. Và Trình Hội mong đây sẽ là điều mà tất cả mọi người Việt trong hay ngoài nước, lớn hay nhỏ, đều sẽ có cùng một cái ý tưởng, cùng một lý tưởng để chúng ta đạt được trong một thời gian sớm nhất. Anh Hội có dành một tình thương đặc biệt cho con trai của anh, đó là Trịnh Phi. Hạnh hỏi anh Hội, anh có muốn Trịnh Phi trở thành một người như anh không? Tùy nó thôi Hạnh. Trình Hội nghĩ là tụi mình lớn lên ở một đất nước tự do dân chủ thì cái tư tưởng mình nó cũng thoáng. Điều mong mỏi lớn nhất của Trình Hội dành cho con của Trình Hội là nó lớn lên, nó sẽ giúp được đời và giúp được nó. Nó sẽ làm được cái việc mà nó đam mê. Nếu nó muốn làm dancer, hay là nó muốn đi du lịch, hay là muốn viết sách, hay là muốn là một người dân bình thường có một cái tiệm bán cà phê nhỏ nhỏ, if he's happy with that, cái điều mà quan trọng nhất là nó cần phải hạnh phúc với việc làm của nó, với cuộc sống của nó. Và một khi nó đã hạnh phúc, vui với cuộc sống nó rồi đó, thì
nó sẽ giúp được nhiều người khác. Mình phải hạnh phúc, mình phải vui với những gì mình có thì mình mới san sẻ được những hạnh phúc đó cho người khác. So, nói tóm lại, nó muốn làm gì nó làm. Alright, so bữa nay khám sức khỏe được hết không? Dạ, yeah, good hết hả? Okay. Rồi có ai có vấn đề gì không? Không có vấn đề gì hết. Good. Đúng rồi, mình muốn thông báo lại cho mọi người á là hồ sơ coi như vậy là xong nha. Ok. Khoảng chừng nó đoán thôi, mình không nói chắc nhưng mà nó đoán khoảng chừng từ 1 tới 2 tháng nữa thì nó sẽ có tin tức mới cho mình biết là hồ sơ sẽ được giải quyết như thế nào. Ok. Ngày mai thì hội đi họp với lại bên bộ di trú của Thái Lan để họp về cái vấn đề xin giấy xuất cảnh. Ok, không biết kết quả như thế nào nhưng mà nói tóm lại là khoảng 1-2 tháng thì văn phòng sẽ thông báo ha. Còn trong cái thời gian sắp tới đó, nếu mà muốn trong tuần này nè, cho tới chủ nhật tuần này, nếu mà có thắc mắc gì đó thì phải hỏi anh Bi. Còn Amy thì ngày mai đi rồi ha. Alright. Rồi giờ ai có còn thắc mắc? Mình là xong hết hả? Ngày mai mình về nhà cha được hả? Đúng, bây giờ ai mà không bị gì nữa là xong rồi đó. Gia đình em không bị gì hết. Ok, như vậy là em có thể, em muốn đi đâu em đi? Chỉ giữ liên lạc lại thôi. Ok ha. Có ai muốn thắc mắc gì nữa không? Xin số của Bi. Rồi, dạ. Mời anh Bi cho. Một hồi anh cho. Rồi ha. Ok, rồi bye nha. Rồi. Cảm ơn mọi rất nhiều. Chuyện nhỏ. Chưa đi mà cảm ơn gì trời. Không có. Anh không lo cho em từ đó tới bây giờ. Bye ha. Rồi cho hết tất cả mọi người từ đó giờ. Rồi, bye con. Bye chú. Bye ha. Giờ con đi về đâu? Đi về Khoe Tre Dep. Về Khoe Tre Dep, ok, rồi. Nhớ đi về sao đừng để bị bắt nha con. Trời ơi. Đi nha, đừng để bị bắt nha.